Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng chuyền on you can eat 7145915311 5915311. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 7149899911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866-435-9746. Thảo Yên, Hoàng Trọng Thùy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ Cà Phê Sáng sang Thời sự Thế giới với các bản tin đáng chú ý, và chúng tôi có thêm các tin cập nhật liên quan đến bi kịch của chiếc tàu lặn Titan. Mời quý vị cùng theo dõi. Thế nhưng đầu tiên là dự báo thời tiết với Thảo Yên. Vâng, thưa quý vị và thưa anh, sáng ngày hôm nay thì buổi sáng sớm đó trời hơi nhiều mây một tí, cho nên là đến trưa thì nhiệt độ khoảng đâu là 72 đến 73 thôi, không có nóng lắm. Hôm nay thì gió không được 10 dặm một giờ, khoảng 7-8 dặm thôi. Và ngày mai đó thì thấy là cái nhiệt độ nó giữ ở mức là khoảng 73 đến 74 và kéo dài luôn qua cho đến tuần tới. Và cuối tuần này đó thì gió cũng nhiều hơn một tí, và thấy buổi sáng là trời nó cứ âm u cho đến trưa là nhiệt độ khoảng đâu 74-75 độ thôi các bạn. Thị trường tài chính ngày hôm nay tiếp tục phản ứng, và hôm nay họ biết chắc là Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ tăng lãi suất. Những tín hiệu từ Quỹ Dự trữ Liên bang cho biết trong năm nay 2023 kết thúc vào cuối năm nay sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa 1.25%. So với các quốc gia khác, chẳng hạn như là Anh Quốc, châu Âu thì họ tăng tới nửa chấm. Thế nhưng Hoa Kỳ cho biết và cũng đã tuyên bố trước đó sẽ còn tăng lãi suất cho đến khi nào lạm phát giảm thiểu xuống dưới mức 3%, khoảng 2.5%. Và vì vậy giới đầu tư họ tiếp tục cảm thấy các lợi nhuận của các công ty còn tiếp tục bị ảnh hưởng. Bà Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, tuyên bố không ai nói không nên nghĩ đến vấn đề suy thoái kinh tế vào lúc này, bởi vì suy thoái kinh tế kéo theo công ăn việc làm và tỷ lệ thất nghiệp rất cao. Nhưng mà đối với bà nói rằng hiện nay đó, các ngành hoạt động trong nhiều lĩnh vực của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tìm kiếm nhân viên. Thưa quý vị, nhiều công ty trong đó mình không nói tới những cái mặt hàng bán lẻ, nhưng mà mình nói tới những cái mặt hàng mà rất là đặc biệt. Chẳng hạn như ngày hôm nay một công ty ở Minnesota, họ chuyên môn sản xuất các xe chạy bằng tuyết, chạy trên tuyết để di chuyển và để thể thao. Không có ai làm việc hết, họ tiếp tục kêu gọi thuê mướn nhân viên. Cho nên tuyên bố của bà Janet Yellen cho biết trong nền kinh tế của Hoa Kỳ vẫn còn nhiều khu vực tìm kiếm nhân viên, và ở những cái tiểu bang, ví dụ như sa mạc thì công ty sản xuất xe chạy trên cát cũng cần người, ở vùng tuyết, ở vùng hồ, vùng biển, vân vân. Cho nên những chuyên gia gọi là chuyên gia đặc biệt có kỹ thuật vẫn tiếp tục được thuê mướn rất tốt, lương rất cao, thưa quý vị. Dow Jones xuống 194 điểm ngày hôm nay. Bản tin cho thấy rằng lãi suất sẽ còn tăng thêm một lần nữa. Nasdaq xuống 134, S&P 500 xuống gần 30 điểm. Công trái phiếu 10 năm là 3,76. Giá dầu hôm nay xuống 1 đồng 1 sen, 68 đồng 50 sen. Tin rất là ổn định cho thị trường dầu hỏa của Hoa Kỳ. Vàng lên trở lại 12 đồng 40 sen, nhưng vẫn ở mức thấp dưới 1.936 đồng mà thôi. Và thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì phía US Coast Guard đã
tuyên bố là họ đã tìm thấy được những cái mảnh vỡ và đã xác nhận được là từ cái tàu lặn Titan, thưa quý vị. Cho nên là cái cuộc tìm kiếm con tàu đã chính thức được giống như là họ call off, nghĩa là kết thúc rồi. Thì phía US Coast Guard cho biết đó là khi mà họ đến được họ gọi là debris field đó, giống như là có một vùng tự dưng có một nhiều cái mảnh vỡ nằm ở đó, thì đương nhiên là họ phải xác minh được xem đây có phải là mảnh vỡ của con tàu Titan hay không. Thì họ nói là có 5 cái mảnh giống như là xác nhận được ngay, tại vì lúc đầu đó một trong những cái mảnh đó khi mà kéo lên đầu tiên đó là cái đuôi của cái tàu Titan, thưa quý vị. Rồi sau đó từng mảnh nhỏ nhỏ khác nữa đã được đem lên, và cái công ty Ocean Gate đó họ cũng xác nhận đó là tàu Titan, cho nên họ mới xác minh được. Thì tuy vậy, có một cái chi tiết đó là bây giờ đã báo chí họ cũng phát hiện là một cái thiết bị từ phía US Navy, thưa quý vị, vào ngày và hôm Chủ nhật, nghĩa là chỉ mấy tiếng sau khi mà cái tàu Titan bị mất liên lạc với cái tàu mẹ đó, thì cái thiết bị này của US Navy đã pick up được một cái tiếng nổ, và bây giờ họ cũng xác nhận luôn đó là tiếng nổ từ con tàu Titan. Nhưng mà không hiểu vì sao nếu mà US Navy họ đã pick up được một cái tiếng như vậy, tại vì cái thiết bị này đó là được chính phủ Hoa Kỳ giống như là build riêng và thuộc cái dạng mà top secret của an ninh quốc gia dùng để pick up những cái tiếng động dù rất là nhỏ từ phía tàu của địch. Cho nên là có thể vì vậy cho nên những cái giờ đầu tiên phía chính phủ Hoa Kỳ họ không muốn nói là họ có cái thiết bị như thế này. Nhưng mà tại sao lại giống như là vẫn để cho cái cuộc tìm kiếm, tại vì ông Admiral đó, ông vẫn giống như là lãnh đạo cái cuộc tìm kiếm này và kéo dài suốt thêm gần một tuần nữa. Thì bây giờ đây là một cái câu hỏi phía báo chí họ đang đặt cho phía chính phủ Hoa Kỳ. Và bên cạnh đó, thưa quý vị, thì US Coast Guard họ cũng nói là nếu như mà có một cái vụ nổ xảy ra như vậy và nó xảy ra chỉ trong tích tắc thôi, họ nói là nano second, thì 5 người này đó có thể là họ không có bị đau đớn lắm, tại vì cái vụ nổ nó xảy ra quá lẹ, nhiều khi bản thân họ cũng không biết là cái vụ nổ đã xảy ra. Thì bây giờ cái chuyện nó đã xảy ra rồi, nó xong rồi, thì bây giờ phía US Coast Guard đó họ cũng nói là rất khó để cho họ tìm kiếm được thi thể của những người này để mà trao trả về cho gia đình, có thể nói là xác suất là bằng không. Nổ như vậy thì đâu có còn nữa, và với lại cái tình hình, cái tình trạng ở dưới biển đó, họ gọi đó là một cái unforgivable condition, là không cho phép họ đi tìm kiếm thêm những cái giống như là thi thể của người đã bị nổ như thế này. Và qua cái chuyện này đó thì bây giờ báo chí cũng như là các chuyên gia ở trong cái ngành mà lặn thám hiểm đó, họ mới đào trở lại cái lịch sử của cái công ty Ocean Gate này. Thì họ nói thật ra cái bi kịch này đã có thể giống như là cản trở được từ trước. Tại vì vào năm 2018 đó, thưa quý vị, khi mà Ocean Gate họ nói là trong những bước mà họ chuẩn bị ra mắt cái tàu Titan này đó, thì thật sự ra đã có một cái hiệp hội gồm những cái công ty ở trong cái ngành lặn thám hiểm này, họ đã đồng loạt gửi một cái lá thư cho ông Stockton Rush, chủ của Ocean Gate. Thứ nhất, tại vì trong cái ngành này đó là khi mà một cái tàu lặn được đưa ra ngoài thì phải có một cái giống như phải gửi ra cho một cái công ty độc lập thứ ba làm tất cả những cái giống như là kiểm tra đó, thưa quý vị, bảo đảm là cái con tàu này hoạt động rồi không, nói chung là an toàn hết. Và cái công ty thứ ba này họ phải đưa ra một cái báo cáo giống như là verification. Thì Ocean Gate không hề trải qua cái quá trình này, và bây giờ chúng ta cũng mới thấy thêm là thật sự ra cái ngành này nó nguy hiểm như thế này, nhưng mà luật lệ ở Hoa Kỳ lại quá lỏng lẻo, không hề có đi kiểm tra kiểm nghiệm gì hết mà dám đưa ra operate một cái dịch vụ mà lặn xuống mấy chục ngàn feet ở dưới như thế này. Thì bây giờ chính phủ Hoa Kỳ được biết là đang các nhà lập pháp đó đang hội họp để mà chuẩn bị đưa ra những cái luật lệ kiểm soát chặt chẽ hơn cái ngành thám hiểm lặn này. Quay trở lại, thưa quý vị, thì ông Stockton Rush bây giờ đương nhiên ông, mặc dù sao ông cũng đã mất rồi, nhưng mà cái chuyện xảy ra thì
kế tiếp phải là ai sẽ chịu trách nhiệm cho tính mạng của bốn người đi theo cái ông Stockton Rush này. Tại vì thứ nhất, ông ngoan cố, ông không chịu làm những cái thí nghiệm. Tại vì thực sự lý do bây giờ các công ty họ cũng nghĩ là có thể ông biết là cái con tàu của ông đó, để tiết kiệm chi phí, ông đã giống như là cố tình lách luật, không làm những cái kiểm tra đó để mà được thông qua, để ổng có thể kinh doanh kiếm tiền về ngay lập tức. Và còn một số những cái chi tiết nữa thì chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Chơi, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng chuyền on you can eat, 714-591-5311, 591-5311. Nature Medic Fukudan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn, 714-989-9911 hay vào website cánướngdaigiòn.com. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866-435-9746. Thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang tường trình về cái chuyện cái con tàu Titan của công ty OceanGate. Thì thật ra vào năm 2018 đó, đã có hiệp hội của những cái công ty mà chuyên ở trong cái ngành lặn thám hiểm này đã gửi một cái lá thư cho ông Stockton Rush khi mà họ biết là ông chuẩn bị đưa ra cái con tàu Titan này. Bởi vì họ nói là thứ nhất, từ trước đến giờ đó, những cái tàu mà lặn ở cái độ sâu như thế này, trong cái ngành này, họ chỉ làm bằng một cái thứ là titanium thôi quý vị, còn không là titanium kết hợp với một cái loại thép đặc biệt. Chưa bao giờ, chưa có công ty nào mà lại đưa ra một cái, nhưng mà ông Stockton Rush, cái lý do mà duy nhất ông muốn đó là giảm chi phí, cho nên ông đã thuê một cái công ty ở trong cái ngành này gọi là Spencer Composites ở tại Sacramento. Và ông muốn thì đương nhiên cái công ty này họ có những cái engineer của họ, thì ông nói là ông muốn cut cost, thì họ bắt đầu nghiên cứu ra, thì họ muốn họ đã chế tạo ra đó là carbon fiber trộn với lại titanium, thì đương nhiên là đã giảm một cái lượng titanium lớn thay thế bằng carbon fiber. Thì theo như một cái bản báo cáo vào năm 2017 của cái công ty Spencer Composites này đó thưa quý vị, thì họ nhận cái order của ông Rush này và họ thật sự đã làm ra một cái phiên bản mẫu demo đầu tiên. Nó không phải là cái hình thù của cái con tàu titanium này, nhưng mà ở trong đó các kỹ sư của cái công ty này họ có ghi rõ là với một cái material mà trộn lẫn giữa carbon fiber với titanium như vậy, thì họ không có verify là cái vật liệu này sẽ xuống được cái độ sâu mà 10.000 feet trở đi, mà họ chỉ verify là nó xuống được 4.300 feet mà thôi thưa quý vị. Và thật sự cái bản verify của cái công ty này sau đó cũng đã được cái ông cựu nhân viên mà David Lockridge sau này ông nói đó, là không có công ty thiết kế ra không verify xuống được, nhưng mà ông Stockton Rush ổng lại đi quảng cáo và thật sự ổng đưa cái con tàu Titan đó đi xuống cái độ sâu 12.500 feet, là hoàn toàn đi ngược lại với cái bản thiết kế của những người kỹ sư này. Và qua cái chuyện này chúng ta mới thấy là tất cả những người trong ngành đó đều xác nhận là khi mà ông Stockton Rush ổng đưa ra cái con tàu Titan này đó, ổng không theo luật lệ, không đưa ra cho công ty thứ ba thử nghiệm cái độ an toàn, cho nên là không có. Và điều này cho thấy là Titan đó ổng operate như vậy nhưng mà không có license thưa quý vị. Và bây giờ cái câu hỏi của những gia đình mà có người thiệt mạng trên Titan đặt ra đó là chính phủ Hoa Kỳ tại sao luật lệ cho cái ngành du lịch này nó lại lỏng lẻo như vậy. Nhưng mà ngày hôm qua thì tổ chức quốc tế hàng hải để giám định tất cả các sự an toàn của các tàu bao gồm tàu lặn, họ tuyên bố kể từ vụ bi kịch này họ sẽ yêu cầu
tại các khu vùng biển lãnh hải quốc tế, hải phận quốc tế đó, tất cả những tàu nào xuất hiện có chở khách lặn hay đi câu cá hay bất cứ điều gì cũng phải qua các quy trình an toàn. Thực tế thưa quý vị, các tàu mà đưa du khách đó là hoàn toàn theo các quy định của phía Hoa Kỳ, Canada. Nhưng mà không biết vì lý do nào tàu lặn này ra hải phận quốc tế thì họ nói rằng không bị kiểm soát. Có thể đó là một sơ hở trong luật lệ về tàu lặn. Và nhất là cái việc mà bên phía Ocean Gate này tự ý mời chào khách hàng. Và cái số lượng khách hàng nó quá ít đi so với những cái chuyến du lịch câu cá hoặc là thám hiểm vùng biển, không phải là thám hiểm Titanic. Và vì thế đã vượt qua được cái lỗ hổng. Và đó là lý do mà hải phận quốc tế, đây là tổ chức giám sát trên toàn cầu, họ yêu cầu sẽ sửa đổi luật để bảo đảm không để xảy ra cái chuyện này nữa. Và nếu trong tương lai bất cứ những chiếc tàu lặn nào đưa người xuống xem Titanic hoặc bất cứ cái vùng biển sâu nào cũng phải qua các quy trình này. Một trong những nhân vật mà ngay từ hôm thứ Hai, ngay từ những ngày đầu chúng tôi đề cập đến, đó là đạo diễn James Cameron của tàu Titanic. Không ai có thể nói rằng không ai có uy tín và hiểu biết như James Cameron. Và qua cái phần trình bày và tiểu sử của ông, chúng ta mới thấy đúng là như thế. Quý vị có thể tưởng tượng, để thực hiện cuốn phim Titanic, James Cameron hầu như không tin tưởng. Và cũng như lúc đó ông nói năm 1990 trở đi đó, là thế giới mặc dầu cũng có những cái chiếc tìm thủy đỉnh xuống dưới đáy để nghiên cứu đáy đại dương, nhưng mà phần lớn là do chính phủ của các quốc gia, trong đó chỉ có nè Hoa Kỳ, Canada, Anh, Pháp thực hiện mà thôi, rất là ít, mà quá tốn kém. Để làm cuốn phim, ông nói rằng tôi muốn xem toàn bộ cấu trúc của Titanic chứ không phải là chỉ xuống xong để đi lên. Và vì thế chính James Cameron là người thiết kế chiếc tàu lặn để ông xuống. Và mãi cho tới ngày hôm qua, sau khi có tin tức liên quan đến những mảnh vỡ ở dưới đáy tàu Titanic rồi, James Cameron mới xuất hiện. Và ông xuất hiện rất nhiều các chương trình truyền hình ngày hôm qua. Và ông nói rằng tôi xuống Titanic ít nhất là 34 lần. Thưa quý vị, 34 lần. Và ông là người đã thiết kế chiếc tàu lặn của chính hãng phim của ông. Và vì thế ông nói rằng khi mà ông nghe cái chiếc tàu lặn Titan mà sử dụng carbon fiber đó, thì ông nói rằng no way, không thể nào chịu được cái áp suất. Bởi vì ông nói rằng để chế tạo một chiếc tàu lặn như vậy, toàn bộ cái khối cầu của cái chiếc tàu lặn phải là một cái loại thép, trong đó Titan, hoặc là phối hợp với loại thép vô cùng đặc biệt, và phải là một khối. Còn fiber, carbon fiber đó, là thậm chí ông này ông quấn qua một cái thỏi sắt. Rồi ông James Cameron nói đó, một cái thất bại vô cùng quan trọng là cái nắp của chiếc tàu này. Cái nắp của chiếc tàu này rồi đóng đinh nó vào, gắn cái screw nó vào đó thưa quý vị. Chứ ông nói rằng quá nhiều sơ hở. Đó là điểm thứ nhất về sơ hở. Và cái chuyện này ông nói rằng ngay từ những ngày đầu, khi mà ông Rush, ông vẫn tiếp tục ngoan cố đi chế tạo cái chiếc tàu này, bao nhiêu khuyến cáo rồi. Chính ông cũng là người đã khuyến cáo, và ông đã từng nói là không nên chế tạo con tàu này. Thứ hai nữa thưa quý vị, đây là hình ảnh mà trên mạng YouTube có những người họ dựa vào những vụ mà implosion. Implosion là một cái vật thể xuống dưới đáy biển ở một cái độ sâu. Đến lúc đó áp suất ở bên ngoài quá lớn và cái độ cứng của cái thành tàu không chịu nổi áp suất của biển, độ sâu đó. Và vì thế nó nổ từ bên trong. Cho nên implosion là nổ áp suất
hoặc là nổ từ bên trong. Chúng tôi có những hình ảnh và cho thấy rằng một phần nào hiểu được tàu lặn Titan đã nổ implode như thế nào. Mời quý vị cùng theo dõi ngay ra phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư chơi, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng chuyền on you can eat 714-591-5311 591-5311. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigon.com. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866-435-9746. Chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi và ngày hôm nay thì lực lượng tuần duyên mặc dầu nói họ đã tuyên bố là không còn khả năng sống sót rồi tàu nổ. Thế nhưng lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ vẫn cho biết nỗ lực tìm hiểu các nguyên nhân chính, bao gồm cụ thể là thời điểm chiếc tàu lặn Titan bị nổ bên trong áp suất như thế nào. Thì trên mạng YouTube họ có một đoạn animation và phim vẽ dựa trên máy điện toán. Đây là chiếc tàu tìm thủy đỉnh của Á Can Đình Argentina trong một vụ nổ cũng được gọi là implosion từ bên trong. Vì cái thân tàu ngầm này bị nứt, thưa quý vị. Và đây là chi tiết lúc mà họ gọi là, và chúng ta có thể so sánh cái vụ nổ bên trong khi mà chiếc tàu lặn Titan nổ như thế nào. Mời quý vị cùng theo dõi. Và đây là, quý vị thấy nó không nổ từ bên ngoài, nhưng mà nổ ở bên trong. Tức là họ nói lúc đó đó, trên chiếc tàu lặn này, trên 40 thủy thủ là xác của họ là nổ tung từ bên trong này. Và như bản tin đã nói đó, là trong nanosecond, tức là một tích tắc dưới một second nữa. Và vì thế những nạn nhân họ không biết họ chết, bởi vì cái đầu, cái não của họ và cơ thể bên trong giống như một quả dưa hấu mà nổ từ bên trong vậy. Và quý vị để ý đây, sau khi implosion thì rất nhiều các mảnh vỡ trên thân của tàu Titan bắt đầu nó rơi ra từng mảnh vụn một. Và cái sức ép của biển dưới đáy biển đó, nó sẽ đưa cả chiếc tàu này từ từ rớt xuống, bao gồm xác của các nạn nhân. Và đây, đoạn phim vẽ này để cho thấy chiếc tàu Titan đã bị nổ từ bên trong và rơi xuống đáy biển bên cạnh chiếc tàu Titanic chỉ có chưa đầy 200 thước. Và như đó là lý do mà tại sao chiếc tàu lặn đã nhìn thấy các mảnh vỡ này nằm rải rác ngày hôm qua gần chiếc tàu Titanic. Nó chỉ còn là những bãi rác mà thôi. Tức là không có bất cứ một cái thân nào ở trên chiếc tàu này còn nguyên vẹn. Và như quý vị nhìn thấy đó, những cái mảnh vụn này nó rơi ra. Và vì thế không có khả năng nào để tìm được xác cả. Vì thưa quý vị, một là bị cá ở dưới, cá cua ở dưới nó ăn hết. Hai đó là họ nói rằng thậm chí cái cơ thể của chúng ta khi mà bị nổ bên trong như thế đó, thì cũng không còn nguyên vẹn nữa. Ngay cả xương sọ của chúng ta đó, nó cũng vỡ ra thành từng mảnh vụn một. Thì đó là lý do họ nói rằng cái tiến trình mà trục vớt xác là không có thể xảy ra. Bây giờ họ chỉ có thể hy vọng và không biết được là có lấy được các mảnh này ở lên trên hay không. Thì theo lời của ông James Cameron á, Hải quân Hoa Kỳ họ có gắn các microphone bí mật mà từ xưa nay rồi.
Cho nên đó là lý do mà Hải quân Hoa Kỳ biết ngay lập tức. Và họ biết trước khi mà lực lượng tuần duyên báo cho họ biết về cái vụ đó. Nhưng mà ông James Cameron một lần nữa đặt vấn đề là ông dùng cái chữ charade. Charade có nghĩa là màu mè. Ông không hiểu được tại sao lực lượng tuần duyên vẫn còn màu mè, không báo, đưa ra ngay lập tức những cái báo cáo để cho thấy rằng là tàu này là không còn khả năng nào sống sót nữa. Bởi vì họ đã nghe được vào lực lượng Hải quân Hoa Kỳ với những cái bí mật và an ninh quốc gia như vậy, họ đã biết chắc là phải là một cái vụ nổ, mà nhất là biết được chiếc tàu lặn Titan này đang vào cái thời điểm đó. Chúng ta cũng còn nhớ đó, là theo báo cáo là chiếc tàu này vào sáng sớm Chủ nhật từ trên mặt nước xuống để gần tới chiếc tàu Titanic đó trong độ 1 tiếng rưỡi. Thì chúng ta biết được để từ trên mặt nước xuống tới độ sâu 12.500 feet đó, là mất 2 tiếng 30 phút và khoảng đó. Thì 1 tiếng rưỡi có nghĩa là đã đi nửa đoạn đường rồi. Thì đến 1 tiếng rưỡi đó thì lực lượng Hải quân Hoa Kỳ nghe một cái nổ bụp. Thì chắc chắn là họ biết được cái độ sâu. Như vậy có thể là vào khoảng 7.000 tới 9.000 feet. Hai lần trước đó, chiếc tàu lặn Titan này đã xuống được tới đấy rồi. Nhưng đã có những cái vết nứt mà vì ỷ y họ không kiểm soát. Và lúc đó cái vết nứt đó khó lòng kiểm soát. Có thể là không nứt ở bên ngoài, nhưng mà từ bên trong nó đã có những cái sơ hở rồi. Đó là lý do tại sao đến lần thứ ba chưa tới đấy mà đã nổ trên nửa đoạn đường đi. Mặc dù vậy thì lực lượng tuần duyên vẫn muốn xác định cụ thể bằng các bằng chứng khoa học. Chứ họ không có nói suông, họ không thể nói rằng ô, tàu này nổ lúc đoạn 9.000 feet. Họ nói chưa có những cái gì cách cụ thể. Nhưng mà người ta biết được dựa trên các bản phân tích về dữ kiện data mà có được vào thời điểm đó. Thì chính James Cameron cũng nói rằng chúng tôi cũng nghĩ là tàu lặn Titan chưa xuống tới đấy, nổ từ giữa đó rồi. Như hình ảnh ghi nhận đó, nổ xong rồi từ từ tất cả các mảnh vụn nó mới đáp xuống. Và đó là lý do lực lượng hải quân tìm thấy các mảnh vụn gần cạnh chiếc tàu Titanic. Dạ vâng, thưa quý vị, đúng là như vậy. Bây giờ đó, sau cái lời mà chỉ trích của ông James Cameron cũng như là cho thấy là tại sao phía Navy họ không có báo sớm, thì sáng ngày hôm nay ông Đô Đốc mà lãnh đạo trong cái chuyện mà giải cứu con tàu Titan này đó, ông đã phải đưa ra một cái lời tuyên bố, nói chung là giống như nói đỡ dùm cho phía chính phủ Hoa Kỳ. Là thứ nhất, ông nói là mặc dù là US Navy họ detect được cái tiếng nổ khoảng 1 tiếng 45 phút sau khi mà con tàu bị mất tín hiệu đó. Và phía Navy, bây giờ ông Đô Đốc ông nói như vậy thôi. Ông nói là Navy đã đưa cái tin tức đó lên cho phía Chain of Commanders, những người cấp cao hơn, để những người này đưa cái tin tức này cho cái đội mà đi tìm kiếm con tàu Titan. Thế nhưng họ lúc đó đó, họ không có thể determine được là cái tiếng động này có chắc chắn là cái tiếng nổ của cái tàu Titan hay không. Mặc dù giống như là cái tiếng nổ, đương nhiên họ phải biết nó nằm ở cái khu vực nào. Nó nằm ở cái khu vực và mà con tàu vừa đó, đúng rồi. Nhưng mà bây giờ thì họ phải nói là khi đó họ không có determine được. Và đặc biệt, ông Đô Đốc, ông nói là tại vì họ cũng tin tưởng vào cái chiếc máy bay bắn sóng sonar của phía Canada. Quý vị cũng nhớ là lúc ban đầu đó là cái chiếc máy bay bắn sóng này đó được cho là đi khắp các vùng biển và cứ bắn cái sóng sonar xuống, nếu như mà có cái tiếng động gì thì cái chiếc phi cơ này sẽ pick up được đầu tiên. Thì họ nói là cái chiếc của Canada, máy bay đó không có pick up được tất những giống như một cái tiếng động nào mà phía Navy họ nói hết. Họ nói là cái khúc biển đó nó có một cái tiếng nổ, nhưng mà cái máy bay của phía Canada lại không pick up được. Thì có thể chính vì vậy mà ông Đô Đốc ông nói là cái tin tức nó không có giống như khớp với nhau. Thì cho nên, với lại họ cũng không thể khẳng định, cho nên họ vẫn giống như là bảo lưu cái tin tức đó thôi, và từ từ họ lại đi kiếm tiếp. Cho nói chung là nói đỡ dùm cho phía Navy, chứ thật sự ra cái nơi mà cái mảnh vỡ của Titan đó được phát hiện là chỉ cách
cái xác tàu Titanic có 1.600 feet thôi thưa quý vị, rất là gần. Thì so với cái thời gian như lúc nãy mà anh Thủy nói đó là nó trùng khớp, nói chung là Navy họ biết rồi, nhưng mà bây giờ thì họ phải giống như là có đưa ra những cái lời mà biện hộ một tí để đừng có một James Cameron nói như thế này đó, kéo dài cái bi kịch vẫn tạo nên sự hy vọng cho bao nhiêu người, trong đó gia đình nữa, một cách vô ích. Và cái việc tìm kiếm nó tốn kém. Ông nói rằng một cái sự màu mè không cần thiết. Và đó là lý do. Lẽ đương nhiên thì phía quân đội Hoa Kỳ họ nói rằng có, họ vẫn muốn bảo đảm cái kết quả nó phải có bằng chứng cụ thể. Tức là họ nhìn thấy rồi đó, họ mới nói đúng là như vậy. Chứ còn chỉ phân tích nghe không thôi thì không đủ. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý. Và một điểm ngày hôm qua tại Tòa Bạch Ốc thì ông Biden đón tiếp ông Thủ tướng Ấn Độ Modi. Hai bên đã ký kết với các thỏa hiệp quan trọng như thế nào trong đối tác Ấn Độ-Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi ngay sau bản quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng chuyền on you can eat 714-591-5311 591-5311. Nature Medic Fukudan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website cánướngdaigion.com. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866-435-9746. Nguyễn Hoàng Trọng Thủy tiếp tục với các bản tin đáng chú ý. Ngày hôm qua thì ông Tổng thống Joe Biden đã trải thảm đỏ đón Thủ tướng Ấn Độ, và Thủ tướng Ấn Độ Modi cũng có bài diễn văn đọc trước Quốc hội và là nhân vật lãnh đạo quan trọng, vì lý do giải thích tại sao mà biểu Hoa Kỳ trải thảm đỏ và tổ chức quốc yến để chào đón ông Modi. Mặc dù trong bữa tiệc tối ngày hôm qua ông Modi ăn chay không thịt, người Ấn Độ mà gốc Hindu nữa. Ông cũng là người mà người Ấn Độ họ yoga là số 1 trên thế giới, và vì thế hôm trước khi đến Tòa Bạch Ốc, ông cũng tổ chức nhân ngày kỷ niệm Liên Hợp Quốc yoga của Ấn Độ. Ông đến Liên Hợp Quốc và tổ chức bao nhiêu ngàn người đến tham dự để xem ông biểu diễn cũng như tập yoga chung với ông. Nhưng mà quan trọng nhất đó là đây là một, người ta xem là một đối thủ quan trọng hợp tác với Hoa Kỳ, đối đầu với Trung Quốc. Và sau đó thì hai nhà lãnh đạo đều tuyên bố ký kết các thỏa thuận vô cùng quan trọng để cho thấy sự hợp tác là như thế nào. Lần đầu tiên, công ty GE của Hoa Kỳ, GE chế tạo bóng đèn nữa, thưa quý vị, chế tạo nhiều thứ điện tử khác nữa, nhưng mà quan trọng hơn cả là bao gồm các thiết bị quân sự. Và điều này để cho thấy rằng là bên phía Hoa Kỳ sẵn sàng cung cấp và chia sẻ các thông tin và kỹ thuật quân sự với Ấn Độ. Công ty quốc doanh Hindustan của Ấn Độ hợp tác với công ty GE General Electric của Hoa Kỳ để chế tạo các động cơ máy bay và máy bay quân sự và loại F-414 cho phép được xây dựng ở Ấn Độ, các nhà máy lớn. Và điều đó có nghĩa là Hoa Kỳ cũng sản xuất nhưng mà giúp cho Ấn Độ có khả năng sản xuất. Và như vậy trong tương lai nghĩa là sao? Ấn Độ có thể xây dựng hệ thống bảo vệ đất nước bằng máy bay, trong đó kể cả máy bay không người lái. Chưa hết, thỏa hiệp này cho phép Hoa Kỳ sẽ có mặt ở Ấn Độ tại các hải cảng quan trọng ở vùng biển Ấn Độ. Để làm gì? Các chuyên gia quân sự của Hoa Kỳ và chuyên gia thiết kế, lắp đặt và chế tạo vũ khí có mặt ở Ấn Độ, đóng tàu ở Ấn Độ và có mặt sửa chữa luôn
các hàng vũ khí của quân sự. Và để làm gì? Bởi vì đối với phía Hoa Kỳ, mặc dù sao, Ấn Độ vẫn là quốc gia dân chủ và Ấn Độ vẫn có những tiềm tàng đối đầu với Trung Quốc. Và như vậy, hai quốc gia hoàn toàn có những cái chính sách quan điểm khác nhau giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Và vì thế Hoa Kỳ vẫn chọn Ấn Độ là đối tác vừa thương mại và đối tác về quân sự quan trọng. Cho nên họ xem các thỏa hiệp này và còn thêm những nhiều cái thỏa hiệp quốc phòng quan trọng khác nữa mà hai bên đều đồng ý. Đây chỉ là khởi đầu thôi. Nhưng mà sau khi những năm tới, nếu mà thấy kế hoạch này tiến triển một cách khả quan quan trọng, thì Hoa Kỳ và Ấn Độ sẽ ký kết thêm nữa. Và chúng ta thấy cả một cái vùng biển Ấn Độ và cả đất nước Ấn Độ với dân số hiện nay còn nhiều hơn cả Trung Quốc nữa. Chưa kể Ấn Độ cũng là quốc gia có vũ khí hạt nhân nữa. Và điều này sẽ giúp Ấn Độ, thứ nhất, có thêm các sự hợp tác quan trọng nhất đối với Hoa Kỳ, bán hàng được, sản xuất hàng hóa được, mà trong đó Hoa Kỳ, Ấn Độ muốn trở thành không những là quốc gia vừa sở hữu vũ khí hạt nhân mà còn sở hữu những kỹ thuật chế tạo những cái máy bay tân tiến nhất trên thế giới. Và thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay thì công ty Meta, công ty mẹ của Facebook đó, tuyên bố họ sẽ shut down những cái access, nghĩa là chặn tất cả những cái, không biết từ access như thế nào thưa quý vị, khi mà người dùng mạng xã hội là Facebook và Instagram bây giờ không, nhưng mà ở Canada thôi, không thể đọc tin tức ở trên hai cái mạng xã hội này nữa. Vâng. Tại vì trong tuần này đó, chính phủ Canada đã thông qua một cái đạo luật gọi là Online News Act, bắt buộc các công ty công nghệ phải trả phí cho các news outlets khi mà người dùng giống như là share những cái đường link mà về các tin tức của những cái bài báo, đài TV ở trên Facebook hoặc là Instagram. Thì được biết là vào năm ngoái, thưa quý vị, chính phủ Úc Châu cũng đã thông qua một cái luật tương tự, khi mà bắt Facebook và Google đó phải trả tiền khi mà người dùng Facebook mỗi khi mà họ share một cái đường link, thí dụ của CNN đi về một cái tin tức nào đó, hoặc là khi mà người dùng Google đó họ search một cái bản tin nào đó, thì Google họ để cái đường link của những cái đài TV lên trên đầu đó. Thì ngay lập tức vào năm ngoái, phía Meta cũng làm y như vậy, khi mà thông qua cái luật bắt họ trả tiền thì họ shut down liền, người dùng không đọc được tin tức, không share được tin tức. Thì đương nhiên bây giờ đó, ai họ cũng sử dụng mạng xã hội hết thưa quý vị, và khi mà cái cách mà họ share như vậy thì là nó giống như là nhanh nhất. Và đặc biệt chẳng hạn như mỗi khi có những cái tin tức mà liên quan đến an toàn về công cộng thì sử dụng mạng xã hội nó nhanh hơn. Cho nên khi mà Meta ở Úc đó làm cái chuyện mạnh tay như vậy, không cho xài, không cho đọc, thì ngay lập tức bị giống như là user, người bình thường họ phản đối quá, họ kêu gào. Thì thế là chính phủ Úc Châu vào năm ngoái đã phải để cho Meta, giống như bây giờ luật thì luật vậy thôi, nhưng mà không áp dụng với họ. Đó là Meta tự thương thảo với các đài TV, media outlets, thì họ thương thảo với nhau làm sao không biết, nhưng mà sau đó thì quay trở lại là các người dùng mạng xã hội Facebook với lại Google ở Úc lại vẫn tiếp tục có thể đọc tin tức và share với nhau. Thì bây giờ cái chuyện ở Canada đó nó cũng sắp liên quan đến Hoa Kỳ. Tại vì đầu tháng này đó, một số các nhà lập pháp ở California đã tuyên bố họ chuẩn bị thông qua một cái luật cũng tương tự như vậy. Đó là các công ty mạng xã hội nào mà có giống như domestic là nội địa, mà có trên 50 triệu người dùng, còn ở khắp thế giới mà... xin lỗi quý vị, 500 triệu người dùng, còn khắp thế giới là trên 1 tỷ người đó. Thì nếu mà người dùng lại đọc tin tức và share các tin tức của media outlets thì các công ty công nghệ này, các mạng xã hội phải trả tiền. Thì Meta họ tuyên bố là nếu như mà chính phủ California đưa cái tin ra như vậy thì người dùng Facebook từ nay không thể đọc tin tức ở trên Facebook nữa và không thể share tin tức nữa. Thật nhanh thưa quý vị, tòa tối cao Pháp viện, điểm đáng chú ý là hầu như đồng thuận hoàn toàn để ủng hộ chính sách thực thi
di trú của chính quyền Joe Biden. Thực thi di trú ở đây có nghĩa là trong thời gian qua, chính sách để mà tìm kiếm, bắt giữ những tội phạm ở Hoa Kỳ vẫn được tiếp diễn. Tuy nhiên đây chỉ là những tội phạm đã có những hành vi gây hại đến an toàn của công chúng. Còn những hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn di dân, trong đó rất nhiều di dân bất hợp pháp á, thì thực thi, cái chính sách thực thi mà tìm cách bắt giữ tội phạm này của ông Biden không nhắm vào. Bên phía Texas và Louisiana họ lại muốn phải bao gồm luôn cái việc mà tìm kiếm di dân bất hợp pháp để bắt giữ. Thì tòa án tuyên bố tiểu bang Texas và Louisiana không đủ tư cách để ép buộc chính phủ Hoa Kỳ và nhất là Tổng thống phải thực hiện cái điều đó. Họ nói cái chính sách hiện nay của ông Biden về di dân á, đặc biệt là nhắm vào các di dân bất hợp pháp mà đã vi phạm vào các luật, trong đó những cái tội ác, giết người, v.v. thì cái chính sách đã đang được thực thi. Thì không có dấu vấn đề gì phải thắc mắc cả. Bây giờ bên phía Texas, Louisiana đòi hỏi phải đi xa hơn nữa. Thì bên phía tòa án không cần thiết. Họ nói rằng Texas, Louisiana không đủ tư cách. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Kính mời quý vị vào trong trang nhà leadersaigontv.com theo dõi phần livestream đọc các bản tin cập nhật ngày hôm nay. Nếu vào YouTube nhớ nhấn nút subscribe quý vị nhé. Và chiều nay trở lại với phần tin tức nổi bật với Đinh Quang Anh Thái. Kính chúc quý vị cuối tuần thật nhiều niềm vui bên gia đình. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.